Một ngày của Sunny Chan. Chú thích, Sunny là tên YouTube của tôi đó mọi người. Ai chưa xem phần 1, phần 2 thì vào YouTube hoặc TikTok xem liền nha. Phần 3 bắt đầu từ lúc tụi mình chơi Dubai. Vì mua vé là phải xếp hàng đàng hoàng nha, chứ không được chen hàng đâu. Dù là học sinh cũng phải chấp hành quy định nha. Mà công nhận mấy đứa bạn mình mua nhanh ghê luôn á. Chưa gì là tới lượt mình rồi. Ông ơi bán cho con một vé. Mua được rồi, lên lên nhanh thôi. Đoạn này leo lên mà còn rớt xuống đất là tao cười vào mặt tụi bay đó nha. Mình không nói gì nó rớt xuống đâu mọi người. Wow, phong cảnh buổi đêm đẹp lắm luôn á. Nhưng mà mấy bạn sụ đồ cao lại đừng có quậy như mình nha. Té xuống cái là không ai dớt lên đâu á. Còn phải nói quá là đẹp luôn. Mà tự nhiên đang thưởng thức phong cảnh cái mình nhớ ra là tối nay mình có ca làm. Trong lòng không muốn đi làm chút nào, tại đang vui mà. Cái gì nó cù rỗ hôm nay Nhi nghỉ một hôm đi. Được đảng Hiếu nó rủ mình nghỉ luôn. Mà trời ơi, sao các bạn hiểu cái tâm trạng người ở nhà tháng 10 triệu như tôi được. Trời trời, Nhi nó làm nhưng Hiếu là cái ngân hàng quốc dân vậy. Đụng đâu cái kêu Hiếu lo đó à. Mắng Hiếu nó ok mới ghê chứ. Đúng là tuổi trẻ tài cao sở hữu du thuyền riêng có khác. Mà mấy con quỷ này nó nghe đi chơi là nó ok liền. Trong đó có mình. Xin lỗi nha, tụi mình là nhóm bạn nó không phải liêm sĩ. Mà thật ra tụi này cũng đâu có nghèo. Nhìn xe tụi này lại biết liền hà. Trừ mình nha mọi người. Trong lúc ngồi trong xe thì mình đã điền cho quản lý xin nghỉ rồi nha. Giờ thì yên tâm quậy banh cái nóc nhà cũng Hiếu. Nhưng mà trước tiên là phải thay bộ đồ cho nó hợp với không khí. Ok, chuẩn bị lên sàn, tụi mình sẽ thay một bộ đồ quẩy nha. Wow, nhất cái nách. Xinh quá Sù ơi. Ra ngoài nhìn tụi con trai mới đứng hình nè. Trời ơi, đẹp trai quá. Đúng là người đẹp vì lụa rồi. Mình không nói mấy đứa này khen giả trân đâu nha. Tự nhiên tông sực tông đen trắng à. Có hẹn gì đâu. Ok ok, tới giờ quẩy rồi, lên sàn thôi. Wow, lần hai. Trời má ơi, cái gì mà giàu dữ vậy nè. U là xù, tém lại cái coi. Chuẩn bị xem tụi mình quẩy nha. Ô là trời, làm cái gì vậy? Quẩy ngang đoạn này cái mệt rồi, không có muốn quẩy nữa. Cái nằm tâm sự tuổi hồng với tụi nó. Đây là một câu hỏi rất là phổ thông luôn. Vậy mà tụi nó chê mình mọi người. Tụi nó kêu mình vô duyên. Cái này là bè chứ bạn, cái gì nó trời. Làm như là vui lắm vậy đó. Cười đồ. Cái đoạn này mọi người sẽ không hiểu nội dung câu chuyện đâu. Tại mình nằm đó mà mình cũng đâu có hiểu. Nhưng mà đằng sau những cái câu nói vô nghĩa đó là một trận cười đau bụng luôn mọi người. Xuân Nhi ít có ham chơi lắm. Ngày rủ chơi có 3 bữa hả. Nhưng mà lúc nào rủ tụi này cũng đồng ý hết nha. Nhưng mà trước khi ra biển phải thay một bộ đồ tươi mát một chút. Cái màu cam nó mát ghê vậy đó, nhìn nó lạnh muốn xỉu hà. U thẩm mỹ tụi này chắc bằng âm quá à. Nhưng mà không sao, lát xuống nước cái là tươi mát liền. Sù ơi, ra ngoài này đứng đợi nè. Mà công nhận ngồi trên chiếc xe đắt tiền mới không thể cứu được cái sự phiền này. Mốt chắc phải thuê stylist tư vấn cho bộ đồ quá mọi người. Chứ cái thời trang của cái nhóm này xúc phạm người nhìn quá. Nói một hồi là tới thấu biển luôn. Mê làm ơn đậu xe thẳng hàng cho tụi cái. Chắc không bị người ta phải không có tiền trả đâu nha. Xin lỗi nha, mình xí cái ghế. Ra biển thì tất nhiên là mát rồi. Cái tụi nó kêu không? Kêu lạnh, nóng. Ảo ma Toyota Yamaha Canada ghê vậy đó. Đúng rồi, tới biển là phải đi tắm chứ. Không lẽ tới biển mà ngồi nhìn. Thế là cả đám chạy ù xuống biển. Tắm biển buổi tối thì mát thiệt. Nhưng mà mọi người biết là buổi tối á, thì nước biển dâng lên khá là cao. Thêm nữa là tầm nhìn sẽ bị hạn hẹp vì không có ánh sáng. Cái gì nó hàm vui có nó bơi ra xa. Mặc dù có phao vịt rồi nhưng mà đoạn này sóng vỗ khá mạnh, thế nên nó bị đuối nước. Mình phát hiện ra đầu tiên, nhưng mà khổ nỗi mình có biết bơi đâu. Huy với Sù thì càng không nữa. Nên đành phải nhờ Hiếu ra lô Di vô. Tại do nó dài mà. Mốt chừa bơi ra xa nghe chưa Di. Nào giàu có tiền mua cái cano rồi cứu mày ha. Coi cái sự cảm ơn giả trân của nó kìa. Trời ơi, người ta đuối nước thì tất nhiên là có sao rồi nha. Đúng rồi, bơi vô đi, tối khuya rồi đừng có bơi nữa. Trời, tối giờ chợt nhận ra là chưa có ăn tối. Cán Xù nó nhắc mình mới nhớ luôn á. Cái gì chứ, hỏi đường hỏi xã hội quán ăn lặng Huy nó rành lắm. Lúc nãy vừa tới biển là nó để ý có quán ăn bên cạnh liền. Hai đứa đi vô mua thôi, còn lại là mấy đứa đi tìm chỗ ngồi. Mấy quán ăn này ngộ lắm, nó không có bàn 5 người. À, tự nhiên thấy Hiếu vẫn gì hợp ghê á mọi người. Tụi nó mua thịt tảng với là nước chanh, như là người nguyên thủy ăn vậy đó mọi người. Uống nước là phải vô mới ngon nha. 100% luôn nha mọi người. Nhìn vô tưởng uống sinh tố lô mạch không luôn á. Vui chơi không quên nhiệm vụ. Mai còn phải đi học, phải đi làm nữa. Thế nên là ngang đây phải dần cuộc vui thôi. Ra đứng chờ để mấy nhỏ đưa về. Ngang đoạn này cũng buồn ngủ xíu ốp xỉu đau rồi á. Lẹ lẹ về để mai còn đi làm, chứ không có tiền trả tiền nhà đâu á. Khuya quá mọi người đi ngủ hết, cái đường vắng tanh luôn. Thuận đường nên là đưa Sù về nhà trước rồi mới tới mình. Mấy bà hàng xóm mà thấy nguyên dàn xe với dàn trai đưa về này là mai hộp chở cho coi nè. Dừng lại, nhà tôi đây rồi. Nhà tôi mấy ông qua chục bữa rồi mà không nhớ nữa. Cái đoạn này buồn ngủ quá, cái nói mớ chứ mai làm gì đi học trời. Trời, chắc nhỏ này chờ tới sáng mai quá mọi người. Cuối cùng cũng chịu vô nhà rồi. Buồn ngủ quá. Đi kiếm chai nước suối uống, cái uống nước chanh nhiều quá cái khô cổ à. Lạ đời ghê luôn á.
và dù có trễ mấy thì cũng không đốt được quên vào căn phòng bí mật nha. Lắng nghe và chia sẻ thông điệp từ vũ trụ, giờ mới được đi tắm nè. Thường đi biển về là cái mùi gió biển nó cứ rít rác nên người á, không tắm là không chịu được. Nhưng mà mọi người nhớ đừng có tắm đêm nhúng mình nha. Rồi thay một bộ đồ sạch sẽ mà đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài và mình đã có rất là nhiều chuyện vui, được gặp bạn mới, được ăn ngon. Nhưng mà nhớ là từ nay về sau không có được nghỉ làm đi chơi nữa nha. Sunny chúc mọi người ngủ ngon. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làm mây bay đã yêu tóc em, trông nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan chưa.